đụng độ tiếp tục xảy ra tại Paris và các thành phố lớn ở Pháp giữa người biểu tình phản đối luật cải cách lương hưu và cảnh sát. Các nhóm mặc áo đen vào hôm 28 tháng 3 đã đốt thùng rác và ném đồ vật vào cảnh sát ở Paris. Cảnh sát đã tấn công và bắn hơi cay người biểu tình. Đụng độ cũng nổ ra tại các cuộc biểu tình ở Rennes, Bordeaux và Toulouse. Tại Nantes, một chi nhánh ngân hàng và nhiều ô tô bị đốt cháy, người biểu tình chặn đường sắt và cao tốc ở nhiều nơi. Tuy nhiên, trong khi sự thất vọng của người dân đã chuyển thành sự tẩy chay Tổng thống Emmanuel Macron, bạo lực xảy ra ít hơn so với tuần trước và các cuộc biểu tình phần lớn diễn ra trong hòa bình. Trước đó cùng ngày, chính phủ đã từ chối yêu cầu của các công đoàn về việc đình chỉ và xem xét lại luật cải cách lương hưu, theo đó tăng tuổi nghỉ hưu lên 2 năm thành 64 tuổi. Luật này đã khiến các nhà lãnh đạo, nghiệp đoàn tức giận và yêu cầu chính phủ phải tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Ông Macron nói cần thay đổi để giữ cân bằng tài chính của Pháp. Các nghiệp đoàn và đảng đối lập cho rằng có những cách khác để làm điều này. Hàng triệu người đã tham gia biểu tình và đình công từ giữa tháng 1 để bày tỏ sự phản đối đối với dự luật. Các nghiệp đoàn cho biết ngày biểu tình tiếp theo trên toàn quốc sẽ là ngày 6 tháng 4. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.